bóng đá 24 giờ New, trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 19 tháng 10 và dạng sáng ngày 20 tháng 10 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu, lịch thi đấu V-League vòng 20, 18 giờ ngày 19 tháng 10, Hải Phòng và Bình Dương. 19 giờ 15 ngày 19 tháng 10, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lịch thi đấu Premier League vòng 12, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10. Newcastle và Everton Casine, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Liverpool và West Ham KSPO AT2, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Bournemouth và Southampton AP Cali 1. 1 30 ngày 20 tháng 10, Arsenal và Man City, hoãn, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Brentford và Chelsea Cali, 2 giờ 15 ngày 20 tháng 10. Man United và Tottenham KSPO AT một lịch thi đấu La Liga vòng 10, 0 giờ ngày 20 tháng 10, Cadiz và Real Betis. 0 giờ ngày 20 tháng 10, Valladolid và Santa Vigo, 1 giờ ngày 20 tháng 10, Sociedad và Mallorca, 2 giờ ngày 20 tháng 10, Elche và Real Madrid. Lịch thi đấu Coppa Italia vòng 1/16, 20 giờ ngày 19 tháng 10, Spezia và Brescia, 23 giờ ngày 19 tháng 10, Parma và Bari. 2 giờ ngày 20 tháng 10, Udinese và Monza, lịch thi đấu DFB cấp vòng 2, 23 giờ ngày 19 tháng 10, Freiburg và ST Poli. 23 giờ ngày 19 tháng 10, Hannover 96 và Dortmund, 23 giờ ngày 19 tháng 10, Senhausen và Karucher SC, 23 giờ ngày 19 tháng 10. Paderborn và Bremen, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Union Berlin và FC 2 1h45 ngày 20 tháng 10, Stuttgart và Armenia Bielefeld, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Jan Regenburg và Fortuna Dusseldorf, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Auberg và Munich lịch thi đấu hạng nhất Anh vòng 16. 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Birmingham và Burnley, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Blackpool và Hull, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Coventry City và Sheffield United. 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, QPR và Cardiff, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Wigan Athletic và Middlesbrough, 2 giờ ngày 20 tháng 10. Miuo và Watford lịch thi đấu vô địch quốc gia Na Uy vòng 25, 23 giờ ngày 19 tháng 10, Zerp và Aolesen lịch thi đấu cúp quốc gia Áo. 23 giờ ngày 19 tháng 10, Grazer AK và Sturm Gray, 23 giờ ngày 19 tháng 10, BW Lin và Opec GAC, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10. FC Admira Walker Modeling và FC Janbuk lịch thi đấu vô địch quốc gia Uzbekistan vòng 22, 20 giờ 30 ngày 19 tháng 10, Banyotko Tashkent và AGMK. 20 giờ 30 ngày 19 tháng 10, Chizin Kamzarapson và Nasab Kasi, lịch thi đấu vô địch quốc gia Belarus vòng 26, 17 giờ ngày 19 tháng 10. Energetic BZU và Berwina Bobruis, 19 giờ ngày 19 tháng 10, FK Slut và Dynamo Min, 22 giờ ngày 19 tháng 10, Dynamo Bris và Gomo. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bulgari vòng 5, 22 giờ 45 ngày 19 tháng 10, Botep Plovdiv và PFC CSKA Sofia, lịch thi đấu vô địch quốc gia Armenia vòng 12. 18 giờ ngày 19 tháng 10, Van và Uratu FC, 18 giờ ngày 19 tháng 10, FC Noe và BKMA, lịch thi đấu Cúp Quốc gia Cyprus vòng 1. 21 giờ ngày 19 tháng 10, Akritas Chlorakos và Omonia 29 Mayo, 22 giờ ngày 19 tháng 10, Kamiotis Panoplemidian và Ipsinus. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ukraine vòng 8, 21 giờ ngày 19 tháng 10, cho Nomore Odessa và Georgia, 21 giờ ngày 19 tháng 10, Dynamo Kyiv và Metalis Kharkiv. 21 giờ ngày 19 tháng 10, FC Lviv và Vrybne, 21 giờ ngày 19 tháng 10, Metalis 1925 và FC Minat, 21 giờ ngày 19 tháng 10. Alexandria và Riverbus, 21 giờ ngày 19 tháng 10, SC Nipro 1 và Inhulit Pechop, 21 giờ ngày 19 tháng 10, Sakta Donetsk và FC Kolo Kovalevka. 21 giờ ngày 19 tháng 10, Voskla và Rutlevip, lịch thi đấu Cúp Quốc gia Đan Mạch vòng 3, 19 giờ 30 ngày 19 tháng 10. Aros Freemet và Browenby Ip, 20h15 ngày 19 tháng 10, ISOA và Vibox, 22h ngày 19 tháng 10, FA2000 và FC Mid Zealand. 22h45 ngày 19 tháng 10, hopro và FC Copenhagen, 0h ngày 20 tháng 10, Hoosom Utsero X và AC Horsen, lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ba Lan vòng 1 phần 16. 19 giờ 30 ngày 19 tháng 10, Radunia Stizica và Legia Gerdan, 22 giờ 30 ngày 19 tháng 10, Rizovia và Cracovia, 23 giờ ngày 19 tháng 10. Sendecha Novi Son và Water Poznan, 23 giờ ngày 19 tháng 10, Moto Lapplin và Zaglebi Lubin, 0 giờ 15 ngày 20 tháng 10, Visoa Krakow và Puzza Niepolomai. 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Lech Poznan và Slash Roslav, lịch thi đấu cúp quốc gia Hy Lạp vòng 5, 19 giờ ngày 19 tháng 10. Panseraikos FC và Panachaiki, 19 giờ ngày 19 tháng 10, AE Larissa và Levadiakos, 19 giờ ngày 19 tháng 10, Aumapo Aridaya và Lamia. 19 giờ ngày 19 tháng 10 Asteripolis và Achermito, 19 giờ ngày 19 tháng 10 Kalamata và Panetolikos, 19 giờ ngày 19 tháng 10. Kalithea và PAE Veria NFC 2019, lịch thi đấu vô địch quốc gia Argentina, 3 giờ ngày 20 tháng 10 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata và Club Atletico Boca Junior. 7 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Club Atletico Taler và Club Atletico Union, lịch thi đấu vô địch quốc gia bị vòng 13, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10. Club Brugge và ST Chuiden, 1 giờ 45 ngày 20 tháng 10, KV Mechelen và Standard Liège, 23 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Royal Antwerp và Houston. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Nam Phi vòng 12, 0 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Kaiser Chip và TS Galaxy, 0 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Mamelodi Sandow FC và Marumo Galang. 0 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Moroka Swallow và Royal AM, 0 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Richard Bay và Cape Town City FC, lịch thi đấu cúp quốc gia Brazil. 7 giờ 45 ngày 20 tháng 10, CK Flamengo và Corinthians, lịch thi đấu cúp quốc gia Hà Lan vòng 1, 1 giờ ngày 20 tháng 10. Excelsior và MVV Maastricht, 1 giờ ngày 20 tháng 10, The Jeffer và AKC Wanvac, -1, 1 giờ ngày 20 tháng 10, Erdu, 20 và FC Emmen. 1 giờ ngày 20 tháng 10, Go Ahead Eagle và Hammond Sport, 1 giờ ngày 20 tháng 10, Kozakon Boy và Vitesse, 1 giờ ngày 20 tháng 10. Spakenburg và TEC, 1 giờ ngày 20 tháng 10, Renvogel và Camberwood, 1 giờ ngày 20 tháng 10, USV Hercules và NAC Breda. 2 giờ ngày 20 tháng 10, Nek Nijmegen và Fortuna Sittard, 23 giờ 45 ngày 20 tháng 10, Spotlass 46 và FC Utrecht lịch thi đấu vô địch quốc gia Colombia lượt 2. 6 giờ ngày 20 tháng 10, Milenarios và Deportivo Pereira, 8 giờ 5 ngày 20 tháng 10, Independian Medellin và Bucaramanga. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Thụy Sĩ vòng 12, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Lugano và Young Boy, 1 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Luzen và ST. Galen, lịch thi đấu vô địch quốc gia Thụy Điển vòng 27, 0 giờ ngày 20 tháng 10, AIK và Heken, 0 giờ ngày 20 tháng 10. Kip Sanvo và Vaenamo, 0 giờ ngày 20 tháng 10, IFK Norser Ping và Helsingborg, 0 giờ ngày 20 tháng 10, và Berg FC và Elsborg. Lịch đấu chi tiết mời các bạn xem trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo mới nhất về lịch thi đấu nhé các bạn.